Thưa quý vị, sáng nay chính quyền huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, trú tại xã Trung Lộc, đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Theo hồ sơ điều tra, trước đó vào sáng ngày 24 tháng 2, Nam tới nhà bạn gái cũ ở thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện. Tại đây hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc to tiếng, Nam đã cầm kéo đâm chị này và mẹ ruột của chị này khiến hai nạn nhân bị thương nặng. Gây án xong, Nam tưới xăng xung quanh, châm lửa đốt căn nhà của gia đình người yêu rồi rời đi. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vào lúc 11 giờ cùng ngày, Nam đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Thượng Lộc. Cố ý hủy hoại tài sản tại khu vực tổ 20, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, một nhóm đối tượng đã bị công an thành phố Lào Cai bắt giữ. Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm về vụ việc hủy hoại tài sản, công an thành phố Lào Cai đã tiến hành rà soát, truy tìm, bắt giữ được nhóm đối tượng này. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào tối ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 2, các đối tượng sử dụng công cụ phương tiện gồm kìm cộng lực, gậy chọc camera, bình khí nén và dụng cụ kho nhiệt, súng bắn điện cậy phá hệ thống cửa điện và cửa gỗ của ngôi nhà số 3K1, tổ 20, phường Bắc Cường nhằm đột nhập trộm cắp tài sản. Tuy nhiên khi đang thực hiện, các đối tượng bị chủ nhà phát hiện chi hô nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày hôm qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới cho biết, từ sau Tết đến nay, đơn vị đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 3 tàu chở khoảng 50.000 lít dầu diesel. Liên tiếp trong 2 ngày 21 và 23 tháng 2, tổ công tác phát hiện 3 tàu cá. Qua kiểm tra, trên các tàu có 50.000 lít chất lỏng màu vàng nhạt. Thuyền trưởng và những người trên 3 tàu đều khai nhận số chất lỏng này là dầu diesel và không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vào khoảng 2 giờ chiều qua, rừng thông ở khoảnh 3 tiểu khu 266 trong khu vực du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt đã bất ngờ bốc cháy, lửa lan nhanh trên diện rộng. Lực lượng chữa cháy của Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường 3 Đà Lạt cùng nhiều lực lượng khác đã được huy động tham gia dập lửa. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy rừng cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, một số cây thông lớn bị cháy, nguy cơ gãy đổ, hàng nghìn mét vuông thảm thực bì cùng nhiều bụi bị tiêu thụ. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tối qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích trên vùng biển Thuận An. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 rưỡi chiều ngày 25 tháng 2, 4 sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến tắm tại bãi biển Thuận An. Đến 5 rưỡi thì nhóm bạn phát hiện một thanh niên trong nhóm mất tích nên đã gọi người ứng cứu. Cùng ngày, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An tiếp nhận thông tin một tàu cá loại nhỏ của ngư dân ở phường Thuận An bị chìm. Trên tàu lúc này có 8 người, sau đó 7 người bơi vào bờ biển xã Hải Dương, thành phố Huế và được người dân ứng cứu, còn một ngư dân mất tích. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa tạm giữ hình sự đối với lái xe Ngô Văn Linh, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng về hành vi điều khiển xe mô tô đâm vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Trước đó vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 24 tháng 2, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm khác tại km 93+160 quốc lộ 1, phát hiện xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 12H137345 do Linh điều khiển chở theo Triệu Việt Hoàng, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng tốc bỏ chạy, đâm trực diện vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, khiến một đồng chí cảnh sát cơ động bị thương. Xe mô tô trượt đổ kéo dài khoảng 3 mét thì Hoàng ngã xuống, Linh tiếp tục dựng xe và tăng ga bỏ chạy về hướng Hà Nội. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, công an huyện Hữu Lũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Linh. Qua xét nghiệm nhanh, đối tượng Linh dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và sử dụng ma túy tổng hợp nên đã thực hiện các hành vi trên. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết đi Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc, Công an Nghệ An tiếp tục trực 100% quân số và tuần tra khép kín, tập trung phát hiện và xử lý các vi phạm. Với mục tiêu đảm bảo an toàn và hạn chế tai nạn giao thông cho người dân,
Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An tiếp tục duy trì 100% quân số kiểm tra, phát hiện các loại tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, ô tô cá nhân, nhất là tại các tuyến và địa bàn trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 46, quốc lộ 7, quốc lộ 48, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò. Quá trình làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông tuyệt đối chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh, sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, thực hiện đúng theo quy định, quyết tâm không để tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, nhất là tai nạn liên quan đến nồng độ cồn, đồng thời tiếp tục chủ động các phương án đấu tranh và phòng chống tội phạm, tuyên truyền hỗ trợ nhân dân nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tin an ninh trật tự. Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào ngày mùng 2 Tết, Trần Văn Bắc, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng Bắc đã không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Bắc và kết quả là 0,716 mg trên 1 lít khí thở. Mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác thì nhưng Bắc không hợp tác mà còn có lời nói to tiếng, thể hiện thái độ không chấp hành, thậm chí còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và xô đẩy cán bộ trong tổ công tác. Theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 13 tháng 2 tức ngày mùng 4 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 13.246 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, trong đó có 6.178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người. So với ngày 12 tháng 2 năm 2024 tức ngày mùng 3 Tết, tăng 35 vụ tai nạn giao thông, tăng 7 người chết, tăng 20 người bị thương. Trong đó trên đường bộ xảy ra 93 vụ, làm chết 31 người, bị thương 87 người, đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 2 người, đường thủy xảy ra 1 vụ làm chết 1 người, đường hàng không và đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông. Lo sợ tắc đường khi hết đợt nghỉ Tết Giáp Thìn nên trong ngày hôm nay, nhiều người dân từ các địa phương khác đã tranh thủ trở lại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ sớm. Trong khi đó thì lượng người đi du xuân các điểm du lịch quanh thành phố cũng tăng mạnh, khiến cho các khu vực cửa ngõ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu gia tăng lượng xe, giao thông dần đông đúc, báo hiệu sẽ tăng nhiệt trong ngày mai, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán năm nay. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng xe hướng về thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cao so với tình hình thông thoáng của những ngày Tết trước. Các chuyến xe khách từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, phía Bắc, khách đi du lịch Đà Lạt, Nha Trang, Phan Giang, Phan Thiết, Vũng Tàu đổ về càng nhiều trong chiều ngày mùng 4 Tết. Cao tốc cửa ngõ lưu thông bình thường nhưng lượng phương tiện đã tăng cao, không chỉ hướng về thành phố Hồ Chí Minh mà hướng ra khỏi thành phố cũng nhộn nhịp đi lại. Trong khi đó, tại thủ đô Hà Nội, các tuyến đường dẫn vào nội thành, nhà ga, bến xe, một số điểm trung chuyển xe buýt, lượng người đã tăng lên đáng kể. Mặc dù còn gần 2 ngày nữa, kỳ nghỉ mới kết thúc, nhưng nhiều người đã lựa chọn lên sớm để tránh tình trạng bị các nhà xe nhồi nhét, chèn ép, cũng như lựa chọn được tuyến đường thông thoáng để đi lại. Ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều ngày 4 Tết, từng đoàn người đổ về thủ đô, các cửa ngõ đông nghịt phương tiện. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cầu Thăng Long ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm. Tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Nước Ngầm và Giáp Bát, số lượng xe đổ về có tăng cao nhưng không quá đông đúc. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết là một cô gái bán hoa bên lề đường Phan Chu Trinh đã tử vong sau khi bị cây xanh ngã đổ đè trúng người. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi, vào khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, một cây tùng hàng chục năm tuổi bên trong khuôn viên tòa giám mục giáo phận Buôn Ma Thuột bất ngờ ngã đổ đè trúng vào cô gái. Sau đó cô gái được đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, hôn mê. Vào chiều cùng ngày, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục chữa trị nhưng đã tử vong. Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ.
Vào ngày 2 Tết, Trần Văn Bắc, chú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, thế nhưng Bắc không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Bắc và kết quả là 0,716 mg trên 1 lít khí thở. Mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác, thế nhưng Bắc đã không hợp tác và còn có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành. Thậm chí còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và xô đẩy cán bộ trong tổ công tác. Công an xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 2, Công an xã Vạn Thắng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn thì phát hiện 4 thanh niên gồm 3 nam 1 nữ đang có biểu hiện nghi vấn về ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 4 thanh niên đều dương tính với ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 3 túi ni lông màu trắng, bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá, 7 đoạn ống hút nhựa và 4 bọc nhựa ni lông nhỏ, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, cùng một số chai lọ ống hút nghi là dụng cụ sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy đá và heroin mua về để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Trần Tuấn Kiệt, trú tại tỉnh Bình Phước và Bùi Thanh Bạo, trú tại tỉnh An Giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàng cấm. Trước đó, Công an huyện Vĩnh Cửu bắt quả tang Kiệt đang vận chuyển 81 hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng 133 kg trên xe ô tô. Kiệt khai nhận các khối hình hộp trên là pháo nổ được mua từ một người đàn ông không quen biết tại Campuchia với giá là 500.000 đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về tỉnh Đồng Nai bán kiếm lời thì bị bắt. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt đối tượng Bạo là đồng bọn với Kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường, tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ. Công an huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào ngày 2 Tết, Trần Văn Bắc, chú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã dừng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Kết quả nồng độ cồn là 0,716 mg trên 1 lít khí thở. Mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác, nhưng đối tượng không hợp tác, không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn, biên bản vi phạm, có lời qua tiếng lại đối với thể hiện thái độ không chấp hành. Đối tượng còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và xô đẩy cán bộ trong tổ công tác. Trước hành vi chống đối cản trở người thi hành công vụ, tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ để giải quyết theo thẩm quyền. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, Công an xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ tại địa phương. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 2, Công an xã Vạn Thắng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn thì phát hiện trong một phòng đôi của nhà nghỉ này có 4 thanh niên gồm 3 nam 1 nữ đang có biểu hiện nghi vấn về ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 4 thanh niên đều dương tính với ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 3 túi ni lông màu trắng, bên trong có chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá, 7 đoạn ống hút nhựa và 4 bọc nhựa ni lông nhỏ, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin cùng một số chai lọ ống hút nghi là dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy đá và heroin mua về để sử dụng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.